Rồi chúng ta làm một câu nói về tình huống thực tế vô cơ để như sau. Hãy giải thích vì sao không tiến hành thí nghiệm khi điều chế nhôm sunfua. Nhôm sunfua tức là Al và Al2S3 từ bột nhôm và bột lưu huỳnh trong không khí. Bột nhôm là Al, bột lưu huỳnh là S. Trong không khí chúng ta là có nhiều khí em nha, như là N2 này, O2 này, H2O này, vân vân này, và viết các phương ứng sẽ ra để minh họa. Như vậy bạn biết là gì? Và bạn giải thích cho thầy được không ạ? Tại sao chúng ta không điều chế Al2S3 từ không khí ạ? Thầy giải thích cho thầy. Rồi, em giải thích được không Thơ ơi? Al2S3 phản ứng với không khí. Không phải. Đọc không đúng gì hết. Người ta cho Al và S tác dụng với nhau mà trong không khí mà. Thì sao? Al và S này có tác dụng oxy không khí không ạ? Đây là cái đích đến của mình em. Mà đây là nguyên liệu ban đầu này, hiểu không? Thì Al và S có tác dụng oxy không? Có không? Sản phẩm là gì? Ok, vậy thôi. Chúng ta giải thích đơn giản vậy thôi. Vì nó tác dụng được bởi oxy trong không khí, do đó không thu được Al2S3. Và hai thằng này tác dụng oxy rất là mạnh liệt. Thế thôi. Xong. Hai câu này. Rồi em có ý kiến gì không Hà ơi? Dạ không. Ok, các bạn không có ý kiến gì nữa, xin phép chuyển nha.